Shop AMD Sài Gòn kính chào cả nhà. Dạ em test mỗi con GE 770 cho bác thông ha. Dạ. Con GE 770 này nó cũng giống như con GE 700, chất âm nó ngang ngửa với GE 700. Nó không mặc phay nhôm, nó mặc nhựa thôi nhưng mà nó chỉnh được to nhỏ khi làm DA nha các bác. Đây mình nhấn cái nút level này thì nó sẽ hiện ra ha, mình chỉnh để chỉnh to nhỏ. Rồi bây giờ em sẽ test ghi luôn nha. Dạ, đây bấm nút red ha, chế độ sẵn sàng ghi nè. Nhả nút dừng nè ha. Đó. Đây mình quên chọn cổng ha. Rồi. Rồi cổng âm thì cô hai. Rồi cái dòng GE này thì GE 640, GE 770, GE 780 điều chỉnh được volume là to nhỏ khi làm DA nha các bác. Và riêng cái con GE 700 thì không chỉnh được nha. Nó lại là phay nhôm. Mấy cái con GE 640, GE 770, GE 780 là mắc đời mới nha. Và giải mã 24 bit. Con GE 700 cũng mắc đời mới nhưng mà chỉ giải mã được 20 bit thôi. Và GE 700 được cái là mặt phay nhôm đẹp. Và còn nó không chỉnh được to nhỏ khi DA ha. Rồi em sẽ phát lại cái bài mình vừa ghi nha.
test ghi và phát trên đầu GE 770 ha, cho Bắc Thông. Dạ. Rồi em vẫn còn rất là nhiều đầu MD và đầu giải mã khác nha bác. Dạ, bác nào quan tâm xin liên hệ trực tiếp giúp em ha, theo số điện thoại ở bên dưới ha. Con GE 770 này nó giá là 3,7 triệu nha các bác. Dạ. Và còn con GE 640 thì 3,5 triệu ha. Dạ, bác nào quan tâm có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp giùm em. Em xin cảm ơn rất là nhiều ạ.